Hello hello. Mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay Tùng trước khi đi chốt hàng quốc dân thì Tùng chốt thêm ít á hậu nha mọi người. Tùng chốt thêm một ít á hậu nè. Bảo Duy, Bồng Lai và Hoa hậu xứ Mường nha cả nhà nhé. Trước mặt cả nhà là một em á hậu rất là đẹp, siêu kinh điển. Ok. Một em á hậu rất là đẹp nha cả nhà. Phê luôn. Á hậu là một cái giống rất là khỏe nha cả nhà. Đó. Sáng nay là nhanh gọn nha. Chào Nguyễn Đức nha. Chào mọi người ơi. Chào em giàu Nguyễn Thành Nhơn nha. Chào em giàu Nguyễn Thành Nhơn. Câu lạc bộ Đại Lâm Mộc của em hoạt động rất là tích cực, rất ok nha. Được rất là nhiều người quan tâm cũng như ủng hộ. Và chúc mừng nha em nha. Chào Nguyễn Ngọc Thương. Hello mọi người. Chào Văn Lập, cảm ơn Văn Lập đã chia sẻ bài nhé. Chào Đức Nguyễn nha, chào Tuấn Cao. Hello mọi người. Đó, Tùng trước khi tiếp tục đi chốt hàng quốc dân thì hôm nay Tùng chốt thêm em Bảo Duy này nha cả nhà nhé. Chào Minh Đức. Mọi người ơi. Đó. Hôm nay Tùng chốt thêm mấy em á hậu nè. Đó. Hoa hậu xứ Mường nè. Chốt thêm em Bảo Duy nha cả nhà nhé. Đấy. Á hậu đây cả nhà. Nói chung là giống á hậu là một cái giống Tùng rất là yêu thích nha. Chào Dương Tâm, chào Trần Thị Lan Anh. Chào Vườn Lan Tú Trí nha. Chào em trai Minh Đức. Hello mọi người. Mọi người ơi. Chia sẻ cho anh em đam mê thêm động lực được không mọi người ơi. Đó. Mọi người ơi. Chào Khánh MQ nha. Khánh MQ chia sẻ cho thầy Tùng đây. Bảo Duy nè mọi người ơi. Phê. Quá lượt là ứng ý luôn. Đi đọt như này thì chắc là 2 ngày một sen mọi người. Bầm gốc rất là phê. Bảo Duy đó mọi người. Chào Lê Đạt, chào Tuấn Trần Minh, chào Hoàng Thiện nhé. Chào Khang Anh, chào Vạn Vạn Phát. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Nếu rảnh thì mời mọi người tới trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Tùng dùng tiệc trưa nay và chiều nay nha cả nhà. Ngày hôm nay thì trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Tùng của mình á là đón tiếp khoảng hơn 2.000 khách nha cả nhà. Cả trưa cả chiều là hơn 2.000 khách. Cái này là hoa hậu xứ Mường này cả nhà. Một cái mặt bông rất là đẹp, cực đẹp luôn. Đó. Một số cái mình chưa có giống thì mình sẽ sưu tầm giống nha. Và mình chốt một em Bảo Duy đây cũng hơi xấu, nhưng mà cũng hơi phê nha cả nhà nhé. Hơi xấu nhưng cũng hơi phê. Cái này thì ra rẻ có thể chia sẻ cho anh em đam mê được rồi. Đấy. Năm mầm gốc. Thôi năm mầm năm mầm gốc này thì gọi là tương lai thôi. Đấy. Tuy nhiên cái kỳ trên thân. Bảo Duy mà kỳ lên thân, trên thân tự nhiên nha cả nhà nhé. Không có chích nhá, chích là ra hoa ngay. Đấy, nghe giang hồ đồn vậy thôi nha mọi người, Tùng chưa có kinh nghiệm. Đây là cái lô á hậu này cả nhà nhé. Mọi người đâu rồi? Xin chào hơn 100 người đang xem live của Tùng nhé. Chào bố Coren. Chào Tuấn Sài Gòn Hoa Lan nha. Hello Hoa Lan Quảng Đông. Hôm qua em gửi cho anh cái tấm hình của gì ta? Của Phú Thọ và HO rất là đẹp, rất là nét nha em. Anh đang in mấy cái tấm hình anh treo xung quanh nhà hàng anh luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây cho mọi người xem đây cái á hậu nha. Đây có một cái kia Bảo Duy này, rất là phê luôn nè. Đấy, một cái kỳ Bảo Duy này là khoảng độ 7 sen nha cả nhà. 7 sen nha. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Kỳ này là lách từ cái khúc thân già này ra. Lách khúc thân già này ra và đang đi đọt rất là đẹp. Đó. Mình mua này, mua mấy kỳ. Anh em mà muốn chia sẻ thì Tùng sẽ chia sẻ giá êm ái nha. Chào Tạ Thi. Chào Cao Thiên Huỳnh nha. Chào em trai Lê Hiếu. Cảm ơn em đã thả chim cho ăn nha. Hiếu ơi, nhớ em quá. Xuống chơi với anh đi Hiếu ơi.
Đây cái mầm gốc Á Hậu đây mọi người, mầm gốc Á Hậu này. À, khi Tùng về đây thì Tùng sẽ làm cho cái mặt này nó mới, nó đẹp hơn như cả nhà nhá. Đó. Nhiều khi mua thì gặp một vài cây nó xấu xấu của anh em thì mình cũng mua, nhưng mà về thì mình ráng chăm thôi. Cây đẹp nó sẽ bù cho cây xấu một chút. Đó, quan trọng là bây giờ là vẫn mạnh mẽ và đi tìm các em lan như cả nhà. Á Hậu đây, mầm gốc Á Hậu, mầm gốc Á Hậu. Phê. Mọi người ơi, mọi người ơi. Bảo Duy. Có ai thích Bảo Duy không? Chào Thái Hùng, chào Lan Phương. Chào Nhàn Nhát Gái. Ôi dồi ôi, giờ này còn nhát gái cho được. Chào Tuyên Trường, Tuyển Trường nhá. Chào Thiện Tùng. Chào anh Ngô Ngô Văn Trinh à? Trinh Văn Ngô, Trinh Ngô Văn. Chào Thái Minh nha. Chào Thanh Tùng. Hello mọi người ơi. Chúc mọi người buổi sáng chủ nhật thật là vui vẻ nha. Hôm nay mọi người có đi tiệc ở đâu không? Đấy, anh em nhà hàng Thanh Tùng của mình đang chuẩn bị. Đây là cái bàn hút thuốc nha cả nhà. Là cái bàn hút thuốc. Đây là một dãy bàn hút thuốc nha. Quay cho cả nhà thấy luôn. Cái mặt tiền của nhà hàng của mình á, là 79m nha cả nhà. Chiều ngang là 79m. Thế đây là phía trước này. Ở đây thì đất nó hơi đắt, thành nó không có tiền mua đất để làm cái sân. Đó, mình chỉ có cái lề đường mà mình chừa thêm một ít đó. Đó. Mình chừa thêm một ít để làm cái đằng trước để cho khách tới đi ở đây và vào sảnh luôn nhá. Đi tới là vào sảnh luôn. Các em đang chuẩn bị để trưa nay có tiệc. Cảm ơn Minh Đức đã chia sẻ nha. Chào Nguyễn Kiên, chào Trần Khắc Đức, chào Đức Vượng. Mọi người chia sẻ cho anh em vào xem đông đông cho hưng hứng khởi được không mọi người ơi. Tùng vẫn chốt lan nha, hôm nay đây, hôm nay vẫn có tiệc cưới nha. À, trưa nay và chiều nay thì Tùng đón hơn 2.000 khách nha cả nhà. À, cái mặt tiền của Tùng là, cái mặt tiền đường số 9 đó là 79m nha cả nhà. Đấy, anh em cũng đang chuẩn bị cái tiệc đây. Hôm nay đây có một tiệc lớn nha cả nhà. Đấy, anh em đang lau chùi rất là kỹ lưỡng nha. Cái chỗ đứng để chụp hình thôi. Nhưng mà anh em đang lau rất là kỹ. Đấy. Set up bàn tiệc thì đã xong rồi, đèn thì chưa bật nha cả nhà nhé. Set up bàn tiệc thì đã xong rồi. Hôm nay sảnh này thì chứa khoảng gần 70 bàn nha cả nhà. Hôm nay là sảnh này là chứa gần 70 bàn. Anh em đang set up đây. Đấy. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài like của Thanh Tùng đi. Đấy, phía đèn trong sâu kia là sân khấu và đó là màn hình LED nha cả nhà. Mọi người ơi. Cảm ơn em Hiếu Lê đã chia sẻ nha. Chia sẻ đi Hiếu Lê ơi. Chào Đồ Công Nghệ. Chào Tín Nguyễn nha, Tiền Nguyễn nha. Đây, giới thiệu với cả nhà. Em ơi, đưa. Lấy xuống rồi, chuẩn bị đưa lên. Đó, bên này là khu hầm rượu nha, khu hầm rượu. Bên trái là khu hầm rượu nha cả nhà. Bên trái nhà hàng mình nhá, là một con đường gọi đường A là khu hầm rượu nhá. À, phía trước này, phía bên góc này á là khu chợ đêm. Đây là karaoke. Phía bên kia là khu vui chơi trẻ em nha cả nhà. Đấy, nhà hàng Tùng thì ba mặt tiền và mặt tiền đường lớn là 79m nha. Chiều sâu là 45m. Chiều sâu. Này là cho khách đứng chụp hình miễn phí sảnh Royal. Đấy, sảnh Royal. Khách đứng chụp hình miễn phí đây. Bằng hoa lụa đó cả nhà. Tức là các cái sảnh của nhà hàng mình á đều là làm mặt tiền hết nha. Tức là khách từ ngoài đi vào chứ không đi sâu vào trong được. Đất ở đây thì 150 triệu một mét vuông nha cả nhà. Đây là trung tâm hành chính thành phố Gia. Ok em, đưa lên vườn đi em. Đưa Bảo Duy lên trước nha, Đưa hai cây Bảo Duy lên trước nha. Đúng phong thủy. Đưa Bảo Duy lên trước. Lấy cái Bảo Duy đưa đây. Tuyền xách hai cái Bảo Duy lên. Đó là đem Á Hậu lên. Đấy. Đây hai Bảo Duy nha cả nhà. Hai Bảo Duy. Hello. Xin chào hơn 200 người đang xem live của Thanh Tùng. Chào em trai Bảo Hưng. Mọi người ơi. Chúc mọi người buổi sáng chủ nhật thật là vui. Thật là ấm áp bên gia đình. Còn đây giới thiệu cả nhà, đây là hàng trên trên sân bay Tân Sơn Nhất, các bạn vừa vừa trở vào đây.
Đây là những cái bàn nha cả nhà. Những cái bàn mà Tùng sẽ để trên vườn lan nha. Cái bàn này là đường, bàn này là nhôm đúc nha cả nhà. Bàn này nhôm đúc. Đây. Tùng sẽ để trên vườn lan, anh em đang ráp đây. Ráp cái mặt này là lên đây đấy ráp chứ đưa cổng qua đâu vừa. Bàn ráp chân xong đúng không? Bàn ráp chân xong cái mặt thì lên đây đấy ráp. Hoặc là đem hết lên đấy ráp. Tháo ra đem hết lên đấy ráp này. Tùng mua 3 bộ nha cả nhà, 3 bộ. Cái này là nhôm đúc nha, hàng nhập khẩu. Thì ở trên cái giữa bàn này này là có một cái để đồ để nướng nha cả nhà. Cái này là úp lại. Đây cái đồ vỉ nướng này. Đó. Khi mình mà nướng ở trên nó giống như cái lò đó mọi người. Giống như cái lò mình đồ nướng thì anh em sẽ nhậu một bàn 10 người cũng được nhá. Nhưng bình thường là khoảng 6 người. Đấy, còn cái này là để đậy lên trên đấy. Còn đây là cái mặt bàn khi mà mình không nướng á mọi người. Mình không nướng cái này á. Cái này mình sẽ đặt lên cái lỗ này thì nó sẽ thành một cái bàn để anh em uống trà uống cà phê nhá. Đó, là mình để trên vườn 3 bộ nhá. Đem lên trên đấy tháo hết ra. Để rác ở dưới đây. Khóa xe lại. Rồi đem lên trên ráp. Không được. Đem lên trên nó ráp. Tháo hết đi, cần thiết là tôi cho người phụ nhé. Đây. Đây là chỉ là một cái bàn thôi nhỉ. Đây là một cái bàn nha mọi người. Đây là một cái bàn nhé. Đó. Bằng nhôm đúc, bằng nhôm đúc và nhập khẩu nha cả nhà. Nhập khẩu từ Ý nhá. Nãy giờ Tùng lo nói chuyện quá không chào cả nhà được. Đó, bây giờ thì anh em đang đưa lên vườn, đang đưa cây lên vườn nhé mọi người. Đó, đưa lên em. Còn trai đẹp này, trai đẹp mà còn trinh nguyên luôn. Trai đẹp mà còn trinh nguyên luôn nhá. Còn nguyên zin luôn anh. Đó. Đây là cái lô á hậu này cả nhà. Lô á hậu rất là đẹp nhá. Á hậu là một mặt hoa cũng rất là hot nha cả nhà nhá. Và giống rất là khỏe. Cho nên là Tùng thích. Đây. Phía trước nhà hàng của mình đây, vườn lan là ở trên mái của nhà hàng nha cả nhà. Vườn lan là trên mái của nhà hàng nhé. Ngày hôm nay thì nhà hàng của mình đón hơn 2.000 khách mọi người ạ. Hơi chói nắng thành ra Tùng không có chưa thấy comment. Bây giờ Tùng vào đây để thấy comment. Cái gì vậy anh? À cái đấy là cái bàn nhé. Đây là cũng có một tiệc như cả này. Sảnh như sảnh này là sảnh Diamond á. Thì chứa tối đa được 450 khách nha. Còn cái sảnh lúc nãy mà hôm nay hơn 60 bàn ấy thì là sẽ chứa được tối đa là 900 khách nha cả nhà. Anh em set up bàn ghế xong xong hết rồi. Giờ chỉ chờ khách vào xem thôi. Cảm ơn Lê Xuân Tuấn đã chia sẻ nha. Anh em set up xong hết rồi. Giờ chỉ chờ khách tới là xử lý thôi. Còn khu vực này á, bật cái đèn lên kia. Khu vực này là Tùng dành riêng cho anh em chơi lan nha cả nhà. Khu vực này là 160 m². Cái phòng này nè. Phòng này 160 m² là Tùng để đón tiếp anh em chơi lan nha. Đây là bàn anh em họp này. Bàn anh em họp và có thể nhậu đây này luôn. Bàn họp đây. Đấy, anh em là có thể họp ở đây xong rồi nhậu luôn. Còn đây là Tùng đang làm cái sân khấu này cả nhà. Tùng đang làm cái sân khấu. Sân khấu này làm nhỏ và vừa thôi tại chiều ngang của phòng này có khoảng 7 m. Thì làm sân khấu thấp thấp thôi. Ở đây là cái thảm đỏ đây. Là Tùng sẽ trải lên đây. Đó, màn hình LED Tùng sẽ gắn thêm vào. Màn hình LED Tùng sẽ gắn thêm vào. Đây là cặp lục bình Thủy Tùng Đắk Lắc cao gần 3 m nha cả nhà. Cặp Thủy Tùng Đắk Lắc cao gần 3 m nha. Chào Mai Anh, chào Ngô Huy, chào Nguyễn Thanh Lý, chào mọi người ơi, chia sẻ cho anh em vào để đông đông nói chuyện cho vui được không ạ? Đây là những cái ghế đúc hợp kim nha cả nhà. Đúc hợp kim hai mặt phong cách cổ điển nha. Đấy. Một cái ghế đúc hợp kim nhôm 45 kg một cái ghế này nha cả nhà nhé. Đây là cái bàn để anh em họp nha. Anh em Lan Huệ về câu lạc bộ có thể họp ở đây. Xong là ăn nhậu tại chỗ luôn. Là cái phòng này á, phòng này là 160 m², là Tùng để dành riêng cho anh em chơi lan nhé. Anh em chơi lan thì có thể là làm giao dịch trên sân khấu kia và họp ở đây luôn. Ủa sao Tùng tắt ra? Đấy, có thể là vừa họp hành vừa làm giao dịch vừa ăn nhậu luôn được nha cả nhà nhé. Đấy, còn bên này
bên là cái phòng này. Cái sảnh này là sảnh nhỏ nhất này, chứa được khoảng tối đa là 350 khách nha cả nhà. Anh chưa bật đèn nên nó không được đẹp. Đây là chiếc SHI đời 20i đầu 110, bảng số 5 con số 9 nha. Thế không ta, bị chói à. Đấy. Ở đây là con Vespa 946 bản limited nha. Bản limited này toàn thế giới chỉ có 500 chiếc nha cả nhà. Đấy. Tất cả là của vợ Tùng nha. Tùng chẳng có gì hết. Em chào chị Ánh Tuyết, chào Xuân Sương Bùi, chào Lê Tuấn Trung, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Đấy, bảng số này có đẹp nhất Bình Dương nha mọi người. Vespa 946 bản limited nha. Toàn thế giới chỉ có 500 chiếc thôi. À, nó có bảng số như này nè. Đây là đây con SHI đời 22 đầu 110 nha cả nhà. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đó rồi. Đấy, ngắm nhìn nhan sắc của chủ Facebook cái đi. Chào Triệu Văn Tiến nha. Đi cẩn thận có là đụng nha. Đấy, anh em đang đưa cái bàn lên lầu. Vườn lan là ở lầu 3 nha cả nhà. Đây, mời mọi người đi theo Tùng nha. Mọi người ơi, chúc mọi người buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đây là cái màn hình đứng nha. Cái màn hình đứng này là màn hình đứng điện dung nha cả nhà. Điện dung đa điểm, có nghĩa là có nhiều người cùng chơi game. Mọi người ơi, làm sao đây ta? Bị mất. Đây, ở trên nhìn xuống, bên kia là bãi xe của mình nha cả nhà. Đó. Đây là cái phòng điều hành. Đây là Tùng lắp 64 cái camera nha cả nhà. 64 cái camera nha. Đấy, Tùng đã lắp là 64 camera. Vừa bị rớt mạng cho nên là còn ít người xem quá. Chào em Trang Nguyễn Hồng Phong nha. Cảm ơn Tạ Hồng Đông. Đây, mình đang lắp 64 cái camera nha cả nhà. Lắp xong rồi nha. Đây là cái bàn để sắp tới anh em live stream nè. Một cái bàn này là dài hơn 3 mét nha. Bằng gỗ nguyên khối. Mặt tấm nguyên khối nha. Đây là điều phòng ở cái bàn điều hành của anh quản lý nha. Đây là cái bàn sắp tới là một số anh em chị là ngồi live stream bán hàng. Đấy, xin mời mọi người lên vườn nha. À đây, giới thiệu mọi người cái đèn chùm này này. Cái đèn chùm cao 2m65 này á là Tùng nhập của Tây Ban Nha nha cả nhà. Đèn này Tùng nhập của Tây Ban Nha nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cho cái anh gì nhỉ? Trường Nguyễn. Cho anh Trường Nguyễn một vài lời bình đi mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đây này, đèn chùm Tây Ban Nha đây nó này cả nhà này. Cái này đèn lớn nha. Đèn này là đèn 2m65 nha. Và mấy chục cái đèn, toàn bộ đèn chùm này Tùng mua của Tây Ban Nha hết. Còn cái màn hình này là nhập của Trung Quốc nha cả nhà. Còn cái dàn loa này, dàn loa này là Tùng nhập khẩu của Mỹ nha cả nhà nhé. Dàn loa này, Sequin Vega này, cái này Mackie nhé, Mackie. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mời mọi người lên vườn nha, mọi người lên vườn nha. Bị rớt mạng mà nó bị tụt view quá. Chỉ cho mọi người xem tâm huyết của Tùng thôi. Đây, chúng ta đang lên vườn đây. À, lối lên vườn đây mọi người, từ ở sảnh 1300 khách nè. Là ra vườn đây, là Tùng chừa cái chiều ngang của cái bậc lên á là chiều ngang là 2 m. Tùng thích số 9 cho nên là Tùng làm 9 bậc nha cả nhà. Chứ đúng là tới đây á, ta tới đây là ra vườn lan được rồi, nhưng mà Tùng muốn làm cao thêm. Tùng muốn làm cao thêm là bước 9 bậc. Bước 9 bậc là sẽ lên tới vườn lan. Cảm ơn Bảo Long Phong Lan nha. Cảm ơn Nguyễn Hồng Thư. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đâu rồi?
cảm ơn Hoàng Thành nha. Đó, khi lên vườn là từ trong cái sảnh 1.300 khách như này, chúng ta sẽ bước ra đây, là bắt đầu bước ra đây. Đúng là Tùng làm tới đây là vườn lan rồi, nhưng mà Tùng yêu số 9 cho nên Tùng làm 9 bậc nha cả nhà, 9 bậc ốp gỗ và mặt trên là lót cỏ đi cho đỡ trơn, còn cái cạnh là Tùng ốp inox 304 nha. Đấy, khi đi lên vườn bước 9 bậc lên, đó là cái vườn Tùng đây. Anh em đang lắp cái bàn Tùng nhập từ Ý đó cả nhà. Đấy, đây vườn Tùng trái cỏ như này á, có cái lợi thế là khi mình tưới đó cả nhà thì nước nó sẽ đọng trên cái lá cỏ này, nó tạo độ ẩm, thì Tùng sẽ không cần phải cái khay nước ở dưới nha, nó rất là sạch, nó sẽ sạch nha. Đây là những tác phẩm đẹp. Mọi người ơi, bây giờ có bao nhiêu người xem mà Tùng không thấy nha mọi người. Chào Hiếu Nguyễn nha, chào anh Trường Sa, xuống em chơi anh Trường Sa ơi, chào em Lê Công Hoàng nha. Đó, lên vườn thì là có một cái nơi rửa mặt và rửa tay nha, là Tùng chế thêm ở đây một cái tấm gương nha, chế này một cái tấm gương nè, cái này là không có tấm gương mà Tùng chế đây, Tùng chế thêm một tấm gương nho nhỏ thôi, đây, quay xa mọi người thấy nhá, là chỗ rửa tay, rửa mặt, ha. Có xà bông ở đấy, dưới là cái thùng rác, bên này là cái bình chữa cháy, không biết điều gì xảy ra cho nên là mình cứ đề phòng thôi. Đó, bên này một khu bên rửa tay rửa mặt này, đó, bên này thêm một khu y chang vậy luôn. Một cái y chang vậy. Đó. Nếu anh em vô rửa mặt một cái là phải chạy ra khu vệ sinh rửa mặt thì hơi xa. Đấy. Còn đây là những cây quạt làm mát nha. Cái này là hai bình, một bình thì xịt phân, một bình thì xịt thuốc. Cái này là sạc nha, có bình sạc nha cả nhà. Đây là những các cái cây quạt làm mát này. Đấy, Tùng mua chục cái quạt làm mát loại lớn nữa cả nhà. Để khi quạt á, thì khách lên đây thì cũng mát, khách lên đây thì cũng mát mà cây nó cũng mát luôn, chứ không có dùng quạt thường nha, dùng quạt làm mát là có hơi nước. Đây. Anh em đang lắp cái bàn mà Tùng nhập từ Ý đây cả nhà, nhập khẩu từ Ý nha. Đây và đây Tùng có một chậu kiếm, Tùng chỉ có hai chậu kiếm thôi, đây là cái chậu đẹp này, còn cái chậu không đẹp mà thì đang ở dưới kia. Chậu kiếm này là 13 thân nha cả nhà, Phan Trí nha. Cái đôn Tùng rất là ưng luôn cả nhà. Đó. Tùng chưa có biết chơi kiếm, chưa biết luyện kiếm cho nên là tạm thời cứ sưu tầm bấy nhiêu đây rồi tính tiếp. Chào Tuấn Đỗ nha. Cảm ơn bạn. Chào Nguyễn Mùi. Chào anh Đặng Quốc Vinh ạ. Cảm ơn Sĩ Đĩa Phước Thắng đã chia sẻ nha. Đây, còn cái chỗ này á là có cái vòi tưới tay nha, cái máy tưới tay. Tùng lắp cái vườn của Tùng là 4 máy tưới tay, đây một máy này. Dưới kia một máy này. Dưới kia một máy. Đó, là đi khắp vườn luôn nha. Rồi, cho mọi người em chào chị Nguyệt Minh. Chào Bùi Trần Kiên. Mọi người chia sẻ bài viết của Tùng để cho anh em thêm hứng khởi được không ạ? Truyền động lực và tiếp lửa cho anh em được không cả nhà? Đây, Tùng sẽ uốn những cái cây mà như thế này mọi người này. Đưa cái ngọn về hướng đông nha. Đây là hướng nắng này cả nhà. Đó. Vườn của Tùng thì nắng từ sáng tới chiều và gió từ sáng tới chiều nha cả nhà. Rất là mừng. Và cây ngọn cây này là đang quay về hướng đông này cả nhà. Đây hướng đông đây, mặt trời đấy. Thì quay về hướng đông ha. Đó, Tùng uốn các cái cây này rất là đều. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Cái bồng lai này cũng đẹp không cả nhà. Hồng bồng lai này. Hồng Minh Châu này. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và có những lời tốt đẹp đến Thanh Tùng nha. Đây, bên này cũng vậy luôn cả nhà. Bên này Tùng cũng uốn cái cây theo cái chiều quay về hướng nắng, tức là quay về hướng nắng như này á, thì tất cả các cái mặt lá mọi người này, buổi sáng mọi người thấy không, là tất cả các mặt lá được đón hướng nắng hết đấy. Đấy, đây Tùng quay ngược nha, tí Tùng quay chiều kia là mọi người thấy này. Đây, quay lại nha. Đây, đây cả nhà thấy không, đấy nắng sớm đã đón hết luôn, tất cả là đón hết này. Đấy. Tùng mới set up vườn được khoảng độ 5 ngày nha cả nhà. Khoảng được 5 6 ngày thôi. Tuy nhiên á là đây mọi người thấy đây. Các loại hàng quốc dân tới tầm trung, tầm cao và VIP cho đến siêu VIP là Tùng có đủ nha cả nhà nhá. Nhưng mà Tùng xếp ngay hàng thẳng lối, thay giá thể rất là mới, rất là đẹp nha. Rất là sạch luôn. Đấy.
tạm thời thì đang để lộn xộn linh tinh tí. Đây là bỏ Duy. Bỏ Duy. Đấy. Đấy. Xếp rất là đẹp. Rất là ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối luôn. Quay tất cả các cây của Tùng là quay về hướng mặt trời mọc nha cả nhà. Tất cả các cây của Tùng là quay về hướng mặt trời mọc. Mọi người cho Tùng biết là bây giờ bao nhiêu người đang xem không ạ? Tùng không thấy được luôn. Tùng không thấy được luôn mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cảm ơn Văn Thọ PT nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Đó. Từ hàng quốc dân cho tới tầm trung, tầm VIP và tầm siêu VIP nha cả nhà. Đây này, mọi người thấy không? Luống, đây là luống nha. Luống, 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 luống không à. Đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Cảm ơn Nguyễn Tín Nhuận đã 300 người xem à. Mọi người có thấy rõ không? Tên này Tùng, để Tùng mở cái wifi trên này nhá. Nãy giờ live 4G. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Đấy. Ngay hàng thẳng lối như cả nhà. Nhà ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Thầy Tùng kiểu là thầy giống như thầy Lộc Phu Hô đó cả nhà, chứ không phải là thầy, là thầy thầy dạy cách để chăm cây trồng cây nhá. Thầy Tùng chưa biết cách chăm cây trồng cây nha cả nhà. À, nhưng mà quanh Thanh Tùng thì có rất là nhiều anh em, nhiều giáo sư, nhiều thầy chỉ cho Tùng nha. Đây là em Bảo Duy nè cả nhà. Bảo Duy nè. À, chiều nay á, chiều nay hoặc là sáng mai Tùng sẽ livestream để khoe với mọi người mấy mét Bảo Duy, mấy mét không tên nha. Mấy chậu đôi mắt Pleiku nha cả nhà. Đây là chậu cờ đỏ của Tùng nha mọi người ơi, mọi người ơi, chậu cờ đỏ nha. Đó, đây là chậu người đẹp không tên. Người đẹp không tên nè cả nhà ơi. Cầu xin cho thần cây phù hộ cho cây mạnh khỏe và cho ra một bông hoa này. Trên đỉnh ngọn này mình nghi là một bông hoa lắm. Nó nghi lắm luôn, nó thắt ngọn rồi, ra rễ khỏe rồi. Đấy, cầu xin thần cây cho một bông hoa năm cánh trắng người đẹp không tên thật đẹp. Thật đẹp, thật to. Để cho anh em cùng ngắm nha. Bạch tuyết, năm cái trắng bạch tuyết rồi cả nhà. Đang đi ngọn rất là phê. Đấy, còn đây là em năm cánh trắng Kinh Bắc. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Xem 4G nét hơn à? Mở hơn nãy hả? À? Sao kỳ lắm. Wi-Fi mở hơn 4G. Anh chào em gái Thu Hà nha. Chào em trai Toàn Nguyễn nha. Mở hơn là bây giờ Tùng lại tắt wifi đi nha cả nhà. Wifi là mọi người thấy có rõ hơn không ạ? Đây là Pleiku nha cả nhà ơi, Pleiku nha. Đây là người đẹp không tên nha cả nhà. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chào em gái Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà ơi. anh đầu tư hết bao nhiêu tuổi rồi? Không biết bạn ơi, mình mua những cái người đẹp không tên nè, Pleiku nè, Kinh Bắc nè, cờ đỏ này, đó, nói chung là rất là nhiều, rồi Bảo Duy nè, đó, đây, Bảo Duy đây nữa nè, Tùng mua cái hồi tháng 3 năm 2021 nha, để mọi người tự tính cho mình. Bạch tuyết đang đi mấy cái mầm rất là đẹp, đây là Bảo Duy luôn, Bảo Duy đang phi. Bảo Duy đang phi rất là phê luôn cả nhà. Bảo Duy là cực phê nha. Cây này Tùng mới mua thôi. Mới mua mấy tháng thôi. Ủa? Mua hơn tháng chứ nào. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đó. Vườn rau của Tùng đây. Vườn rau đấy mọi người. Vườn rau của Tùng đấy mọi người. Chào Nguyễn Sơn. Lúc nào nghe anh nhen vẫn ok mà. Mọi người ơi, bây giờ mọi người nhìn thấy có rõ không ạ? Hầu như là bị xuống mắt xem rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy.
Tùng vẫn tiếp tục chốt hàng quốc dân nha cả nhà. Đó. Tối qua thì mình làm một cái giao dịch với người em mua thêm Bảo Duy, Á Hậu, Bồng Lai và Hoa Hậu xứ Mường. Đấy, kỳ Bảo Duy đây, 2 kỳ nhá. Tùng chốt thêm 2 kỳ Bảo Duy này này. Đấy. Sáng nay là anh em vừa giao cho nên Tùng mới livestream đó cả nhà. Dường rau của Tùng đây. Chiều nay thì có một người em yêu quý của Thanh Tùng, có một người em yêu quý của Thanh Tùng sẽ tới đây và Tùng chưa vội là bật mí với cả nhà đâu. Đấy. Tới đây và sẽ có những cái giao dịch lớn nha cả nhà nhé, sẽ có những giao dịch lớn nha. Trong nội ngày mai sẽ có những cái giao dịch lớn. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chúc mọi người buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha. Có ký nhỏ không anh Sơn Đặng? Ký nhỏ gì Sơn Đặng ơi? À Hồng Yên Thủy à? Hồng Yên Thủy. Tùng có nhưng mà Tùng chưa đưa về nha. À, bạn cần thì inbox cho Tùng. Bạn cần inbox cho Tùng nha. Bao nhiêu sen? Đây Hồng Yên Thủy cái loại này đây cũng đẹp này. Cái này hơi lớn ha. Bạn cần bao nhiêu sen bạn inbox cho Tùng nha. Kể cả là Kinh Bắc và Pleiku vẫn có ký nhỏ nha cả nhà. Đó. Và có mắt ngủ này, có kỳ bé này, Kinh Bắc và Pleiku luôn nha cả nhà. Cảm ơn Mai Hoàng Đạt nha. Em chào anh Seven Nguyễn. Vừa rồi thằng em lên livestream rất là ok. Đó. Em trai anh nhá, em trai anh livestream lên rất là ok và được rất nhiều người ủng hộ anh ạ. Đấy, tuần sau thì em cũng sẽ như vậy. Mọi công tác chuẩn bị thì em cũng đã tương đối ổn rồi. Đó, vườn cây rồi đi chốt thêm cây, mua thêm cây rất là nhiều rồi. Đó, giờ chỉ có sẵn sàng là livestream chia sẻ cho anh em đam mê trên toàn quốc. Chào Trần Quân. Vỏ trấu có tác dụng gì? À, vỏ trấu thì một số các nhà vườn đi trước á, họ cho Tùng một cái kinh nghiệm là cho vỏ trấu vào cái gốc cây mà đang chuẩn bị lên mầm á, thì con sên nó bò vào nó sáp thì nó sẽ không bò lên nó ăn mầm nha. Đây, thí dụ như thế này đây cả nhà. Nhiều người chơi lan thì biết rồi nhưng mà Tùng thì mới biết thôi và được các anh chị em đi trước chia sẻ đấy. Thì mình bỏ cái vỏ trấu này này xung quanh cái gốc, xung quanh cái mầm gốc này thì con sên nó sẽ bò vào đây, nó sẽ bị sáp nó đau á. Nó cái gai của vỏ trấu nó đau, nó sẽ không bò vào nó ăn mầm. Thì còn xung quanh đây là mình sẽ bỏ dưa leo hoặc là bầu thôi. Đây, Tùng bỏ mà mầm giờ nó lên an toàn đây này cả nhà. Đấy. Mầm nó lên là an toàn rồi. Đây, như thế này thì bạn nghĩ đi, bạn gì ơi. Đó, như thế này thì con sên nó sẽ không bò vào đây. Nó sẽ làm biếng bò lên thì nó cũng khó mà bò ngang, sên nó bò ngang thì nó sẽ không vào nó ăn cái mầm của mình được. Đấy, còn xung quanh thì mình vẫn bỏ bầu để mà bắt bớt đi chứ, để nó lại cắn rễ. Thì nghe các anh tài và nghe những người đi trước họ nói vậy thì Tùng làm Tùng thấy rất hiệu quả nha cả nhà. Đây, Tùng làm giá thể mới, sạch đẹp và bắt sên nha. Tùng có một đội ngũ nhân viên mấy chục người lận. Đây, Trần Quân ơi, bạn nhìn đây này. Đây này. Đây này, mọi người cứ chê hàng quốc dân. Mọi người cứ chê hàng quốc dân, Tùng là yêu luôn nha cả nhà nhé. Tùng là yêu hàng quốc dân nha. Này, nhìn như này mà lên mầm nó sướng cả nhà. Sướng cả nhà. Đó. Bật mầm hết nha. Như này bật mầm gốc hết rồi nè. Về đây là nắng ấm, vườn của Tùng thì nắng suốt ngày luôn, nắng từ 6 giờ sáng cho tới chiều tối luôn nha cả nhà, nắng từ sáng tới chiều luôn và gió cả ngày luôn nha. Tùng làm vườn ở trên lầu 3 trên cái mái của trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Tùng ấy. Đây, cái này là treo, Tùng treo là ngay hàng thẳng lối nha cả nhà. Và cái mặt của các cái chậu là tương đối đều nhau bằng nhau nha. Đấy. Khá là nhiều. Mọi người cứ chê hàng quốc dân đi. Tùng hốt hết nha. Tùng hốt hết nha cả nhà nha. Đấy. Sẽ không nhiều bằng một số các nhà vườn mà ra đời lâu rồi nha cả nhà.
Đó, vườn của Tùng thì Tùng mới đưa về, đưa mua cây thêm và đưa cây về là được có 5-6 ngày nay thôi. Tuy nhiên thì cũng sắp xếp rất là tươm tất rồi. Trong vườn giờ cũng khoảng 6.000 cây. Mọi người ơi, mọi người ơi, cái lô mới lấy về lúc nãy mà Tùng quay này cả nhà. Phải chuẩn bị treo lên đây. Cái vườn của Tùng mà tưới là nó ẩm suốt ngày nha cả nhà. Cho nên là Tùng không cần phải để cái khay nước ở dưới. Khay nước ở dưới là sẽ bị làm nặng cái sàn của mình thôi. Nặng cái sàn của mình và nó sẽ ruồi muỗi nó sẽ đẻ lên đấy và nó sẽ sinh sôi nảy nở nha. Chắc chắn một điều. Đó, có nước là có lăng quăng nha cả nhà nhé. Có nước là có lăng quăng. À, có tiền là có lan. Có lan là có tiền. Đây, giới thiệu với cả nhà nhé. Đây cái bàn này. À, đây là cái bàn. Cái bàn này á, cái bàn này bình thường sẽ anh em ngồi uống trà uống cà phê ở đây. Ở đây là cái lò để nướng nha, cái lò để nướng. Đậy cái nắp lên giùm anh ấy. Đậy được không? Đây. Lúc nào mà không nướng á thì đậy như này thì thành một cái mặt phẳng nha. Đó. Mặt phẳng rất là vừa nha cả nhà nha. Mặt phẳng rất là vừa, anh em ngồi uống nước, uống trà, uống cà phê ở đây. Đấy. Đó, khi mà anh em thích nhậu ở trên vườn á, thích nhậu trên vườn là mình lấy cái nắp này ra. Đó, mình sẽ lấy cái nắp này ra. Bỏ cái đồ lò nướng lên. Nó là anh em lai rai. Gần cái này là đậy lên để che côn trùng thôi. Lúc mà mình nướng mình chưa dùng á. Mình đang nướng mình chưa dùng mình đậy lên mình che côn trùng. Tùng đang lắp 3 cái nhập từ Ý nha cả nhà nhé. Anh em đưa về là đang xuống đây. Mọi người ơi. Chiều nay Tùng đưa về khoảng gần 2 mét người đẹp không tên nha cả nhà. Chiều nay Tùng đưa về gần 2 mét người đẹp không tên. Và một chậu khoảng hơn 30 sen đôi mắt Pleiku. Mọi người ơi, chào anh Dũng Vũ, chào Huy Bùi nha, chào Vũ Tiến Mạnh, chào Văn Sơn, chào Nguyễn Hải Đường. Cảm ơn Trần Quân đã quá khen nha. Đây, cái dàn của mình đây mọi người. Dàn của mình thì cái mái mình thích chỗ chín, cái mái mà chỗ cao nhất là 9m9. Là cái chỗ thông gió là 99. Còn đến cái mái chính mà cái nóc á, từ nóc xuống nền đi là 9m nha. 9m cộng thêm 99cm nữa. 99.99 nữa cả nhà. Bên bạn có gấu trúc chưa? Mình cũng có gấu trúc rồi bạn ạ. Chào Phong Lan Tuấn Đức. Đương nhiên là có giống. Chào bạn Thiếm Dương vào với mình đi bạn ơi. Chào bạn Đình Tuấn nha. Gấu trúc hay là Kinh Bắc hay Pleiku hay là bất kỳ một cái giống nào có càng nhiều càng tốt nha cả nhà. Đó, Tùng sưu tầm là khá là nhiều giống rồi, cũng chưa sưu tầm hết được. Mình mới chỉ sưu tầm những giống nào mình yêu thích và nó làm kinh tế tốt thôi nha. Tùng đang đi mạnh về Bạch Tuyết. Đó, Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước. Tính là Bạch Tuyết, Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy không tên, Pleiku, Kinh Bắc. Tùng đang đánh mạnh mấy cái đó. Bên cạnh đó mà đánh mạnh nhất là Tùng đánh Phú Thọ. Thề luôn với cả nhà này. Đây cho cả nhà xem. Tùng đánh mạnh nhất là Phú Thọ nha cả nhà nha. Tùng nói thật với mọi người là bây giờ Phú Thọ số lượng nó ít hơn HO nha. Tại vì Tùng đi các vườn á, họ có hàng ngàn cây HO. Nhưng mà chỉ có mấy chục cây kiểu như này này, Phú Thọ thôi. Đây Phú Thọ này như thế này mà không chơi cái gì. Bông Phú Thọ cũng đẹp như bao bông khác, chẳng qua nó nhiều hơn bông khác thôi. À, 99 là 81, mà 81 cũng là số 9 luôn. Và Tùng cũng sinh năm 81 nha Trần Quân. Chào em công mến nha. Bé tưới này là mình không biết tên nha cả nhà. Nha bạn Phương Tuấn Lê Dương. Chào Nguyễn Hải Đường, chào Bảo Nam, chào Hoàng Vinh, chào Lê Thống. Đây, Tùng đang đánh mạnh làm kinh tế. Các mặt hoa như là năm cánh trắng á, thì Tùng đi là Bạch Tuyết, Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy không tên, đôi mắt Pleiku và Kinh Bắc. Trong đó đánh mạnh 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 cực mạnh
là Tùng đánh Phú Thọ HO như cả nhà nhé. Đấy là năm cây trắng. Còn hồng thì Tùng cũng đánh mạnh tất cả các loại hồng, nhưng mà mạnh nhất vẫn là hồng Yên Thủy nha cả nhà nhé. Hồng Yên Thủy, có những cây hồng Yên Thủy này này, không yêu sao được. Ồ, hầu như máy Tùng hết pin mọi người ơi, hầu như máy Tùng hết pin. Để Tùng lại Tùng ghi vô cái. Hầu như máy của Tùng hết pin mọi người ơi. Vô, có pin rồi. Có pin rồi. Để Tùng ngồi nói chuyện với mọi người một chút, không biết bao nhiêu người đang xem. Em chào anh Huỳnh Tuấn Phát, chào Mai Hoàng Đạt. Mình sinh ngày 9 tháng 9 năm 1981, Mai Hoàng Đạt ơi. Tại vì mình sinh ngày 9 tháng 9 năm 81 cho nên là sau này á, và khi Tùng từ Bắc vào Nam á, thì Tùng cũng vào ngày 9 tháng 9 năm 1999 nha. Cho nên sau này mình thấy, ôi sao mình trùng hợp nhiều thứ số 9 thế. Rất là trùng hợp luôn rồi nha. Đó. Thế sau này là mình cứ, ê em cà nhẹ nhàng, em có trầy cỏ hư cỏ của anh. Nhẹ nhàng nhá. Đó. Rồi Tùng sinh ngày 9 tháng 9 1981 nha. Rồi Tùng vào Nam là ngày 9 tháng 9 năm 1999. Thế thì sau này đó Tùng mình cảm thấy là có gì đó nó trùng hợp. Thế là Tùng thích yêu số 9 luôn. Thành ra số điện thoại của Tùng á, số điện thoại bàn là 898 49 này, số điện thoại di động cũng 091 898 49 này. Rồi địa chỉ của Tùng là số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An nè. Đó, mơ ước là có 9 đứa con nè. Bữa trước Tùng mơ ước là có 9 cái nhà hàng thì có rồi nha cả nhà nha. Tùng mơ ước có 9 nhà hàng là Tùng đã có 9 nhà hàng rồi nha. Mấy cái nhà hàng kia thì cứ Tùng thuê mặt bằng, còn cái ở trung tâm hành chính này là Tùng mua năm 2015. Đó, Tùng xây dựng năm 2016 nha. Bao nhiêu người đang xem được cả nhà ơi? Chào Cao Thiên Huỳnh, chào Lan Rừng Dĩ An. Ủa Lan Rừng Dĩ An mà lại ở đâu vậy em? Ở trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Tùng Lan Đường Dĩ An ơi. Ở trên mái nhà trên lầu 3 nha. Mời bạn tới xem nha. Chào Linh Ngọc Hoa Lan. Chào Thúy Quỳnh. Không có chín vợ Thúy Quỳnh ơi, không dám. Giờ chỉ yêu em Thơm thôi. Yêu em Hồng Thơm thôi. Cảm ơn Nguyễn Hải Đường. Cảm ơn Phúc AB An. Chào Phong Phú. Chào Nguyễn Thị Mỹ Danh. Thế là đây Tùng nói thật với mọi người nha. À em ơi, đi đây Tùng hỏi là cho Tùng biết là cái mã mà cái bàn này á là mã bao nhiêu. Đây Tùng hỏi mọi người xem có phải là Tùng vô tình mà Tùng rất là hả? Đi đây, đi gần gần đây. SR99, mã cái bàn này SR99. Sao? SR99. À đó. SR99. Đó là cái mã bàn, bộ bàn ghế này nha cả nhà nha. Trên siêu thị ngoài thất. Rồi, ok. SG99 nha cả nhà. Đó là mà mình thấy tự nhiên thấy vô tình mà nó rất là hay gặp. Đó, và mơ ước là có 9 chậu Kinh Bắc, 9 chậu Pleiku. Mơ ước là có 999 cây Bảo Duy, 999 cây không tên nha cả nhà nhá. Cảm ơn sĩ đĩa Phước Thắng nha. 9 đứa chị lại hơi vắt đấy. Mơ ước Tùng có 9 đứa con nha. À, và số xe của Tùng cũng nhiều số 9 nha cả nhà. Mình thích số 9 đó. Nói dốc với cả nhà tí cho vui, nhưng mà toàn những cái là thật nha cả nhà nha. Đây này, mọi người nhìn xong mọi người đếm để Tùng sạc, và sạc Tùng đang sạc pin nhé. Tí Tùng đếm xem mọi người có phải là 9 cái quạt làm mát không. Tùng mua 9 quạt làm mát. Sắp tới là Tùng sẽ mua 9 chậu kiếm nha. 9 chậu kiếm giống kia kìa. Mọi người ơi. Cảm ơn Tín Bùi, cảm ơn Hoa Lan Mỹ Ngân nha. Cảm ơn Vũ Phú Toàn. Hello em trai phòng vé Tiến Đạt nha. Tình yêu lớn nhất của một người là thực hiện được những ước mơ, anh nhỉ? Anh đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm ước mơ rồi? Thực hiện được một số phần trăm thôi.
không có ai đánh thuế giấc mơ ước mơ cả. Chúng ta cứ ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ thôi. Bạn ơi, được 9 vợ và 99 bồ nữa thì tốt. Không dám, không dám nha. Tùng vẫn hay nói với vợ Tùng là anh tổng là 19 người yêu nha. 19 nha, cũng có số 9 nha cả nhà, 19 người yêu. Nhưng mà vợ Tùng là số 19 nha cả nhà nha. Vợ Tùng là thứ 19, Hồng Thơm ấy. Là số 19 nha, là chốt hạ rồi nha. Tín Bùi ơi, vườn mình ở số 9 đường chính trung tâm hành chính thành phố Dĩ An nha. Anh Lê Quang hỏi anh chưa bán hàng à? Chưa. Anh đang sắp xếp cây cối cho nó thật đẹp, thật khỏe, thật nhiều. Đi chốt thật nhiều, thật khỏe, bắt đầu là chuẩn bị công tác livestream nè. Trước khi mình livestream thì mình chuẩn bị kỹ từng chi tiết á. Đặc biệt là cây phải khỏe, chia cho anh em cây phải khỏe nha. Rồi xong Tùng mới livestream. Ước mơ 9 ngôi nhà thì Tùng có rồi nha bạn ơi. 9 ngôi nhà thì Tùng có rồi nha. 9 lô nhà và rất nhiều số 9 lô đất. Nhưng mà bán mua lan rồi nha. Cây anh ước gần nở hoa rồi anh ạ. Cầu mong cho cái cây không tên nó cho là một cái bông hoa thật đẹp. Mặc dù kỳ đỏ ngọn đó. Em chào anh Thuận Đức nha. Vừa rồi mình cũng chốt anh Thuận Đức một lô Phú Thọ rất là đẹp nha cả nhà. Chào Sương Bùi, 9 đứa con chưa anh? Chưa 9 đứa con nha. Tùng mới có 3 đứa con thôi. Còn 6 đứa nữa. Đây là vườn nắng sáng nha cả nhà nha. Đây là đang nắng buổi sáng rồi này. Tùng đang đứng ở trong mát quay ra đây. Tất cả ngọn cây của Tùng là quay về hướng đông hết nha, hướng mặt trời mọc. Đấy, anh em đang lắp cái bàn đây. Bàn này bình thường là mình để uống cà phê, nhưng mà khi không có cà phê thì mình sẽ nhậu được luôn nha. Nhôm đúc Tùng nhập từ Ý nha. Mọi người ơi, có bao nhiêu người đang xem vậy? Mọi người cho Tùng biết là có bao nhiêu người đang xem được không ạ? Chào Đặng Văn Huy nha. Chào Văn Nguyên. Chào Phong Phú nha. Đổi thành Tùng 9. À, cái nhà hàng của Tùng là nhà hàng Thanh Tùng 9 đó. Tùng thích số 9 rồi. Lê Quang livestream lan đẳng cấp luôn. Vườn. Ủa gì đó? Vừa thấy Lê Quang comment đây rồi. Livestream bán hàng đi nhờ. Ok em Lê Quang nha. Anh sẽ trong nay mai thôi. Qua thứ hai, tại vì thứ hai có khi là có một chút việc đó. Có một chút việc nên là thứ hai là sau thứ hai thì sẽ live stream 3/12, 3/19. Xin làm xin nữa. Lên nó dốc cho vui thôi cả nhà ơi. Tưới lan xong rồi, sáng nay là một mình Tùng tưới lan nha. Em chào, anh chào em Hòa Tây Thiên dễ thương nha. Tối hôm qua em live stream em hát đến đâu gần 3 giờ sáng mà giờ em dậy rồi à. Chào Nga Thúy nha. Hát hay quá chừng. Mọi người ơi, chúc mọi người buổi sáng Chủ nhật vui vẻ nha. Đấy, thấy không? Anh em làm lại rửa mặt rửa tay đấy mọi người thấy không? Đấy, có giấy ở đấy em lau tay đi. Đấy, vườn của Tùng thì mát và thoáng. Nhưng mà nắng thì nắng từ sáng tới chiều nha cả nhà. Bốn hướng á, Tùng nằm trên ở lầu 3 cho nên là trên cái mái của nhà hàng á. Cho nên là nó không bị cái gì cản gió nha. Tùng lại bị nghẹt mũi rồi, để Tùng xịt mũi cái. Mọi người ơi, hôm nay Tùng chốt Bảo Duy, Á hậu Bồng Lai và Hoa hậu xứ Mường nha. Chào bạn yêu Nguyễn Hồ Phúc Vinh. Chúc bạn Nguyễn Hồ Phúc Vinh luôn thật mạnh khỏe,
luôn là một trong những người đi trước, tiếp lửa tiếp sức cho anh em đi sau giống như Tùng và rất nhiều anh em đang xem live nha. Nguyễn Hồ Phúc Vinh chào Seo Dình Tráng nha. Ok, hôm nay Tuyền vừa rồi nó bị tắt ta. Mọi người ơi, chúc mọi người buổi sáng chủ nhật nhìn niềm vui nha. Chào em Trương Việt Dũng. Hôm nào rảnh xuống anh chơi em ơi. Mấy anh em đang lắp cái bàn để cho anh em ngồi uống cà phê đây. Em Minh Đức ơi, em sinh ngày 9 tháng 9 nhưng mà em phải bỏ tiền mua lan nhiều nhiều nên em mới giàu được. Mọi người ơi, có bao nhiêu người đang xem rồi cả nhà ơi? Tùng không nhìn thấy nha. Mọi người ơi, chúc mọi người buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha. Nha. Cảm ơn chú Hà Đông. Nó hơi mờ anh Tùng ơi, bây giờ có rõ không mọi người? Mọi người ơi, bây giờ có rõ không ạ? Tùng đang ngồi đây, Tùng sạc pin một ít nha cả nhà. Không biết là có bị mờ không mọi người? Hồi nãy Tùng live bằng wifi thì nó hơi mờ cho nên là Tùng đổi qua Tùng live bằng 4G đấy. Bùi Cường ơi, vườn này là vườn của vợ mình nha Bùi Cường. À, xe cũng của vợ này, nhà hàng cũng của vợ này, đất cũng của vợ này, vườn lan cũng của vợ luôn nhá. Vẫn mờ hả? Mọi người ơi, mọi người xem có bị mờ không hay là Tùng lại mở lại wifi ta? Nét rồi. Mọi người nhìn có bị mờ không ạ? Tùng đang sưu tầm thêm 8 chậu kiếm như thế này nữa nha cả nhà. Để về chưng chơi thôi. Chỗ này là tổng là 13 thân phan trí nha. Bản lá 7 sen nha. Ok Hoàng Lâm nha. Thịt của anh em thơm luôn. Có một vợ thôi Bình Tây Ninh ơi, có một vợ thôi, một vợ là Facebook là Hồng Thơm nha. Cảm ơn Vườn Lan Công Phạm, nét căng hả? Chào Bùi Nhật Bùi Hồng, tất cả của vợ, mỗi vợ là của mình, chính xác luôn. Tất cả là của vợ nha, còn vợ là của mình. Chốt hạ luôn. Cảm ơn Nguyễn Phúc, cảm ơn Lượng Trần nha. Mọi người ơi, cái câu mọi người ơi á, có một số người thì không thích nhưng mà có rất nhiều người thích nha cả nhà. Ô đời có gì đâu mà không vui đúng không cả nhà, đúng không mọi người? Mọi người ơi à, có một số người không thích nhưng mà có rất nhiều người thích nha. mình nói vậy cho vui thôi đúng không cả nhà, chứ không phải mình là FA, không phải mình là BD đâu nha cả nhà nha, mình trai thẳng luôn nha. Cười gì á Tiền Chiến Sĩ. Tiền Chiến Sĩ mới là BD nha cả nhà. Tiền Chiến Sĩ đang ngồi kia kìa, đang buộc móc treo lên như Tùng. Ok Đinh La Thăng, của vợ hết, còn mình không có gì cả. Không, mình có vợ nha Đinh La Thăng, mình có vợ nha. Kể cả mình cũng là của vợ mình nha cả nhà. Kể cả mình cũng là của vợ mình nha. Đấy, cái gì cũng của vợ hết nha. Mình cũng của vợ mình luôn, nhưng mà chỉ có vợ mình là của mình thôi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Lên nói chuyện cho vui thôi mà, đúng không cả nhà? Đúng mọi người. Đó, nói chuyện cho vui. Tùng đang đứng đây, Tùng sạc pin một chút nha. Livestream cho vui, để Tùng sắp tới là Tùng sẽ livestream trên fanpage Vườn Lan Thanh Tùng. Đó, mọi người vào nhấn theo dõi để ủng hộ nha.
Ok, Vinh Lê, mọi người ơi, mọi người ơi. Anh Thái Tử Đàn ơi, quan tâm em út xíu đi. Mời anh qua uống trà mà chả thấy đâu hết. Buồn. Chào Lê Ngọc Hùng, nghe hay mà anh. Nhiều người khen và cũng lắm người chê ha. Nhưng mà miệng mình thì mình nói rồi. Đó, quan trọng là mình nói mà những người đang xem live nè cảm thấy vui, cảm thấy hứng khởi, đúng không? Cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tùng thì những lúc có tiền này, những lúc buồn này, hay những lúc vui, hay những lúc mà tiền rất nhiều thì Tùng cũng vẫn cứ vui nha, vẫn cứ tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Và vẫn cứ mạnh mẽ đi chốt lan. Và sắp tới Tùng sẽ bán lan nha. Sắp tới Tùng sẽ bán trên trang cá nhân và trên fanpage Vườn Lan Thanh Tùng nha. Trang cá nhân là Nguyễn Thanh Tùng, còn fanpage là Vườn Lan Thanh Tùng nha cả nhà. Chưa, Phương Ngô và chưa chắc hả? Ok, chưa chắc. Mình yêu nhiều đàn ông lắm. Yêu ông này, yêu bố này, yêu các anh này, yêu các bạn trai, yêu các em trai này, yêu lắm. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cả cái đất nước Việt Nam này ai livestream mà cứ nói câu mọi người ơi mà nó dễ thương như Tùng. Đúng không mọi người? Khéo mồm thế. Ok, Vũ Văn Trung. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nói chuyện một chút đây, Tùng đang sạc pin xong mình ra vườn quay vườn chơi cho vui. Chút xíu Tùng quay các cái sảnh cưới của nhà hàng Thanh Tùng nha. Tùng thì có 4 sảnh cưới lớn mọi người ạ. Sảnh nhỏ nhất thì chứa được 350 khách. Sảnh vừa thì chứa được 450 khách. Sảnh lớn hơn thì chứa được hơn 900 khách. Và sảnh lớn nhất là chứa được 1.300 khách nha cả nhà. Tất cả đều sảnh riêng hết. Sảnh nào là khu vệ sinh nam nữ là riêng. Sảnh nào riêng sảnh đó. Và sảnh nào thì có khu bếp riêng của sảnh đó nha mọi người. Và ngày hôm nay thì nhà hàng mình tiếp đón hơn 2.000 khách nha, cả trưa cả chiều nha mọi người. Mọi người chờ tôi một xíu nha. Mọi người ơi. Mọi người yêu quý Tùng thì cho Tùng một like được không ạ? Cho Tùng một like, một comment được không? Ví dụ mọi người comment là Tùng đẹp trai, đầu hói dễ thương đi. Mọi người ơi, cho Tùng một cái comment là Tùng đẹp trai. Hoặc là Tùng đầu hói. Hoặc là Tùng dễ thương được không ạ? Cho em xem lan đi. Ok, chút xíu xem lan nha. Tùng đang sạc pin một chút mọi người. Tùng đang sạc pin và ngồi đây để đọc các cái comment của mọi người nè. Cho Tùng một like đi mọi người. Tất cả mọi người cho Tùng một like được không ạ? Tim đi, thả tim cho nó đỏ được không? Tim đi. Cho Tùng một tim được không? Năng nỉ luôn á. Cho một like đi. Cái một tim đi. Đúng rồi, nhiều lên. Tim đỏ đỏ nhiều lên. Nhiều tim đỏ đỏ được không mọi người? Mọi người ơi. Cho Tùng một trái tim đi. Đúng rồi, tim nhiều lên. Đó, đỏ đỏ như vậy đó. Mới sướng. Bạn nói đẹp trai. Ok, cảm ơn Nguyễn Thành Nhân. Chào Liêm Trị Ngọc nha. Chào Công Lợi Bùi. Chào Huỳnh Ngọc Thông. Chào Duy Phạm. Mọi người ơi, cho Tùng một trái tim màu đỏ được không? Trái tim màu đỏ. Nhiều tim màu đỏ lên được không? Mọi người ơi. Tùng đẹp trai, đầu hói dễ thương. Ok, cảm ơn anh Trường Nguyễn Trường. Có MHO nha Tuân. Chào Công Vũ. Chào Diệp Văn Tính. Cho Tùng nhiều tim, nhiều trái tim đỏ đỏ mọi người. Cho Tùng nhiều tim đi. Rồi cho Tùng một cái comment là Tùng hói đi. Tùng hói dễ thương. Cảm ơn em Quân David nha. Em Quân David là cũng là một người yêu lan và vào rất mạnh mẽ nha. Em có rất là nhiều các mặt hoa, trong đó có Bạch Tuyết và Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước nha cả nhà. Mọi người ơi.
công ty gội đầu nhìn anh chán luôn. Chắc vậy á Trang Nguyễn. Chia sẻ cho thật Tùng đấy. Bây giờ Tùng đang tập livestream để mọi người chia sẻ, mọi người theo dõi, mọi người comment, mọi người thả like, thả tim nhá. Để sắp tới là Tùng bán hàng trên livestream chia sẻ cho người mới đam mê mà chưa có được tiếp cận với làn đột biến nha. Tùng hói nói là làm, đúng rồi, Tùng hói nói là làm. Chính xác luôn, câu đó là câu slogan của Tùng ấy. Tùng hói nói là làm. Đó. Còn trong tiệc cưới của nhà hàng mình có câu slogan là thương hiệu Thanh Tùng đi cùng chất lượng. Ok, sắp tới rồi tôi sẽ mang ra chợ bán như Trần Hưng. Trên chợ, chợ không đơn giản là ra ngoài chợ đâu, ra ngoài chợ nó xưa này nha bạn nhé. Tại sao trên Face, trên các cái trang mạng TikTok này, Instagram này, không, YouTube này, Facebook này cũng là một cái chợ, họp chợ như ở nhà nhá, họp chợ trên công nghệ 4.0 nha. Cái này nè, nha. Bạn đăng một cái, bạn đăng vào hội nhóm này, bạn đăng vào chợ online, bạn đăng vào chợ lan đột biến, đúng không? Đấy cũng là chợ nha, nghe chưa? Đấy, đây, cho bạn xem, để xem pin có đầy chưa, pin tập tạm chưa, để Tùng ra, Tùng quay cho bạn xem. Vườn của Tùng có bao nhiêu cái loại là hàng quốc dân này. Nhiều lắm, xa quá hơi mở này. Chào Tùng không có buổi. Chào Quân Nguyên Nguyễn nha. Chào Lê Tuấn Đạt. Chào Mạnh Cường. Chào Lê Trọng. Đúng rồi, Tùng là Tùng giàu chứ. Chào Tùng giàu cũng được nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chào Tùng giàu cũng được nha. Nhưng mà giàu tình cảm nha. Tùng rất là giàu và giàu tình cảm nha mọi người ơi. Cái gì cũng nhiều mối vợ một thì chưa. Thì chưa đạt. Mối vợ một thì chưa đạt là sao? À, cái gì cũng nhiều mà mối vợ là chỉ có một á là chưa đạt đúng không? À, ok Đào Quang Toàn nha. Đấy, đôi khi mình mua được con xe mình bảo đấy là vợ của mình đúng không? Mua được con xe hơi, mua được con siêu xe, mình bảo đấy là vợ của mình. À. À, mà mua nhiều siêu xe, mua nhiều xe đẹp, đúng không? Mua nhiều em lan thì cứ coi đó là vợ đi. Chào Nguyễn Pha Bất Động Sản nha. Chào Mùi Hưng. Cảm ơn Hoàng Nguyễn nha. Chào Nguyễn Đức Tuấn. Chào Liêm Trị Ngọc nha. Tùng có thích trai đẹp hay gái đẹp? À, trai đẹp hay gái đẹp mình đều rất thích nha. Mình đều rất thích nha cả nhà. À, nói không thích là có vẻ như hơi bị xạo. À, anh Tùng có thích trai đẹp hay gái đẹp không? À, trai đẹp thì Tùng cũng thích mà gái đẹp thì Tùng cũng thích nha cả nhà nha. Thích, Tùng thích cái đẹp nha. Tùng thích cái đẹp. Cây lan đẹp, cây kiếm đẹp, cái vườn đẹp, cái xe đẹp, cái biển số đẹp. Những con số đẹp và trai đẹp Tùng cũng thích, gái đẹp Tùng cũng thích nha. Cái gì đẹp Tùng cũng thích. Cảm ơn anh Trường Nguyễn Trường. Cảm ơn Lê Hiếu. Cảm ơn Nguyễn Hương Dâu. Tuần sau Tùng bán hàng nha Mùi Hương ơi, tuần sau nha. Bây giờ là ngoài Bắc thì có Lê Quang, Nguyễn Duy Tân với lại Tuấn Tú là bán hàng và rất là hiệu quả nha. Chào anh Lực Nguyễn. Bữa nào xuống em chơi anh Lực Nguyễn ơi. Đây là khu vườn mới của em. Khu vườn cũ thì nó nhỏ quá nhưng lâu nay Tùng đâu live stream. Đây là khu vườn mới nha cả nhà nhé. Khu vườn nhỏ Tùng chỉ có chưa được 50 mét vuông đâu. Thôi. Cảm ơn Văn Trần. Chào Tuấn Tát Ha. Mọi người ơi. Chúc mọi người buổi sáng Chủ nhật vui vẻ nha. Cảm ơn Lan Ba Quốc Anh. Thế thì gọi là Tùng đẹp trai đi. Ok. Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương. Yeah.
Không biết là có đủ pin chưa không. Vẫn đang yếu, yếu pin quá. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người cho Tùng một cái comment được không? Tùng ngồi đây nói chuyện với mọi người một chút để Tùng đang sạc pin đấy. Cảm ơn Nguyễn Xuân Sướng. Đùa tí Lim Trịnh Ngọc, không nhớ hồi nãy bạn nói gì. Không sao đâu, vui đùa mà. Ok Hà Anh. À mọi người đây, mọi người đây, hay nè. Đồ gỗ Ngọc Dung hay đấy. Tùng gọi là mọi người ơi, mọi người ơi. Bây giờ mọi người cho Tùng một cái comment là mọi người đây, mọi người đây. Hay. À, sắp tới là Tùng và vợ Tùng sẽ livestream bán hàng trên trang cá nhân và trên fanpage nha cả nhà nhé. Và Tùng sẽ tiếp tục làm trên các cái nền tảng khác như là TikTok, YouTube và Instagram nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người có ủng hộ Tùng bán hàng trên livestream không? Hello Vân Lan Nguyễn Lực. Mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Bây giờ này đi. Năn nỉ luôn á. Năn nỉ mọi người chia sẻ giùm cái đi. Cho đông anh em mà nói chuyện cho nó vui. À Tùng lên vườn, Tùng quên không mang cái sạc di động nha Mạnh Đình Tuấn. À, Tùng quên không có mang cái sạc dự phòng ấy. Ở trên lầu 3 làm biến chạy xuống. Để Tùng gọi nhân viên. Này. Này, ở trên này là Tùng dùng bộ đàm nha mọi người. Xin phép mọi người dùng bộ đàm kêu anh. Bán đủ thứ luôn Lim Trịnh Ngọc ơi. Bán đủ thứ luôn. Cảm ơn Thoa Hà Thị Kim đã chia sẻ nha. Chào ca sĩ Cao Tùng Huy. Anh không phải là giáo sư mà có thể trở thành nhà sư nha. Cào tóc với cái mặt áo vàng là trở thành nhà sư nha. Cảm ơn em. Đúng rồi, mọi người đây, mọi người đây. Anh Tùng có làm chính cho người chơi không? Có chứ. Chơi lan mà. Chơi lan là kết hợp làm kinh tế mà bạn. Em ơi, em ơi. Vào mang giùm anh một cái sạc dự phòng mà có cái đầu cắm vào cái máy Samsung nha. Mang cái đầu cắm mà có cắm vào được cái máy Samsung luôn nha. Mang cục dự phòng lên vườn cho anh. Nghe không, nghe không Hạnh ơi, sĩ ơi. Đúng rồi, đúng rồi, lấy cục sạc dự phòng nhưng mà mang luôn cái dây mà ghim được cái đầu vào Samsung á. Dây mà hôm rồi sinh mượn nó có nhiều đầu á. Chào, chào em trai Lê Anh Tuấn Đen Vâu. Chào Đen Vâu nhé. Nào đến tới vườn anh chơi em ơi. Chào Nguyễn Tiến Dũng. Có chính sách cho khách hàng nha Nguyễn Tiến Dũng ơi. Sắp tới là chia sẻ cho anh em đam mê và có các chính sách luôn nha. Chính sách ví dụ như là bao lỗ sau một năm. Đấy. Hoặc là mua số lượng nhiều thì sẽ chăm cây dùng cho bao nhiêu lâu. Đó. Sẽ có nhiều chính sách. Ok em Lê Anh Tuấn nha. Ok Trần Dự. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. À, Tùng và vợ Tùng á, sắp tới sẽ bán hàng livestream. Chia sẻ cho người mới đam mê nhưng mà chưa có cách nào để tiếp cận được với làn đột biến nha cả nhà. Có luôn Ngọc Sơn Cước nha Văn Khánh Nhà Đất PT. Cảm ơn Ngọc Ma Phạm, anh Mộc Ngọc Ma Phạm ạ. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Cho Tùng một cái comment được không? Inbox cho mình cái nha Nguyễn Tùng ơi. Nguyễn Tùng bán hay là Nguyễn Tùng mua? Vườn của em ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An nha. Nha anh Ngô Tổng. Em chào anh yêu Trần Văn Tế. Chúc anh mọi điều tốt lành ạ. Chào Minh Hiếu. Chào Nguyễn Lê Trọng Thiên.
Bây giờ có bao nhiêu người đang xem mọi người ơi, Tùng không có thấy được gì luôn. Em ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Di An nha anh Minh Quang Đức. Hello em yêu Lê Kim Thành. Lê Kim Thành chia sẻ cho anh đấy, chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ lên các hội nhóm cho anh đi mà, để nhiều người vào xem đây. Lê Kim Thành xin giới thiệu với mọi người là Lê Kim Thành là phó trưởng ban truyền thông của Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Hoa Lan Đột Biến, kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV nha. Xin nhắc lại là em Lê Kim Thành là vâng, em cảm ơn anh Trần Văn Tế ạ. Điệu cháy nước anh Dương Huynh. Mọi người ơi, mọi người ơi, người chia sẻ chất thời đấy. Cảm ơn em trai Lê Kim Thành. Nhắc lại Lê Kim Thành là Tùng xin giới thiệu là em Lê Kim Thành là phó trưởng ban truyền thông của Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam AOV nha cả nhà. Cả nhà kết bạn với Lê Kim Thành nhá. Lê Kim Thành là một trong những người cũng rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt huyết, rất yêu Hoa Lan và rất nhiệt huyết nha mọi người. Có sáng nay là vừa chốt thêm Bảo Duy với lại Á Hậu, bạn Bảo Duy Á Hậu với Hoa Hậu xứ Mường với một kỳ Hồng Bồng Lai. Sáng nay là chốt hai kỳ Bảo Duy nè, thế lại khoảng chắc 39 Á Hậu, 39 Á Hậu. À không có tóc thì mình vuốt trán thôi. Vần trán rộng như này mà hơi bị rốt nha mọi người, hơi bị rốt. Vần trán rộng mênh mông như này mà hơi bị rốt này. Ok em Lê Kim Thành. Thì chiều thứ hai qua anh đi. Chiều thứ hai qua anh. Qua anh ngắm hay là chiều nay đi, tối nay đi qua anh đi. Ngắm mấy mét không tên của anh nữa. Hôm nay anh đưa về thêm gần 2 mét người đẹp không tên với lại một chậu Pleiku nha. Hôm nay này. Anh Minh Quang Đức ơi, giá thì tùy theo anh ạ. Tùy theo kỳ. Anh mua hay là anh bán? Thì hỏi là có lương là sao? Có lương không bác? Chào Tạ Đức nha. Cán hói giỏi làm tiền lắm anh. Mọi người hói, ví dụ như kể cả các thủ tướng rồi các ông làm lớn toàn là hói không á. Mà người ta giỏi lắm, người ta giàu lắm, mà sao Tùng hói mà Tùng nó còn nghèo lắm. Mà Tùng không có giỏi nha cả nhà. Người này hói nhưng mà lông mày mà thành như thế chưa? Tóc thì ít nhưng lông mày thì nhiều thì dài quá chừng rồi này. Đó, người thấy không? Đó. Lông mày thì dài này. Tóc thì ngắn này. Ngon. Chốt mắt ngủ Bảo Duy nhé chủ vườn. Ok dê núi. Dê núi sang đây á, là mình có khoảng 5 mét Bảo Duy nha. Gần 5 mét Bảo Duy nha. Và thắt ngọn hết rồi thì bạn thích mắt nào thì thích cây nào là tự tay bạn cắt luôn nha. Tùy cây mà tính sen anh ạ. Ví dụ cây thắt ngọn rồi khác, cây đang đi ngọn khác, kỳ bé khác anh ạ. Anh Minh Quang Đức ạ. Em thì có đủ loại nha, loại thắt ngọn cũng có, đang đi ngọn cũng có, mới thắt ngọn cũng có nha. Kỳ yên thủy là khoảng mười mấy triệu anh ạ. 5 sen mà đẹp á, 5 sen đẹp. Đang đi ngọn, kỳ ươm á. Thì khoảng mười mấy triệu nha. Thì cái đó anh có mua, anh tính là ví dụ như 5 sen đi. 5 sen mà tính thôi bán rẻ đi. Bán rẻ 9 triệu đi. 5 sen nó là 9 triệu nhưng mà 1 tháng sau thì nó lại dài lên thêm gần 10 sen. Đó là chắc chắn. Thì nó là bắt đầu rẻ rồi. Kỳ bé thì cái hàng hot mà. Inbox giùm mình nha dê núi ơi. Bây giờ mình vẫn đang có mắt ngủ Kinh Bắc này, mắt ngủ bà đôi mắt Pleiku và rất nhiều mắt ngủ người đẹp không tên và Bảo Duy nha mọi người nha. Bạch Tuyết thì cũng khá nhiều. Nhà mình nhiều nhất bây giờ là nhà Tùng nhiều nhất bây giờ là Phú Thọ. Hello. Hạnh ơi, đang like, đừng có gọi điện.
Bàn lát lại xếp lại xong rồi, xếp lại xếp cho chiếc chuyên cơ mặt đất ra giùm em cái xếp ơi. Sao nói lại đi. Đó, xếp có rảnh rồi xếp cho chiếc chuyên cơ mặt đất ra ngoài giùm em cái để em test cái khu vực dưới này cho nó được cái. Ok ok. Thắt ngọn đang nụ bao nhiêu một sen? Thắt ngọn đang nụ bao nhiêu một sen? Nhưng mà cái đó thì là nó bao nhiêu sen? Ví dụ như là nó có 10 sen thì giá nó khác. Thắt ngọn mà đang nụ mà nó 50 sen thì giá nó khác. Anh Minh Quang Đức ơi, bao nhiêu sen anh đang có đúng không? Ví dụ anh đang có bây giờ anh Minh Quang Đức đang có cái Bảo Duy 10 sen, cái ươm rễ khỏe đã thắt ngọn và đang có nụ đấy, như thế là nhìn vào cây. Hoặc là anh có thể gửi cây qua cho em ạ. Mọi người ơi, bây giờ có bao nhiêu người đang xem vậy mọi người? Tôi không thấy được nè. Dạ, chị Linh Chi Lê. Cảm ơn chị. Ok chị, em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hết sức để làm những cái gì mà nó tốt đẹp nhất cho ngành lan và tốt cho em luôn. Thì không còn con đường nào khác là mình phải mua và mình phải bán, đúng không cả nhà? Mình phải mua, mình phải bán, mình phải chăm cây, mình phải làm kia. Đó là chắc chắn. Làm được như vậy và làm được những gì mà nó tích cực ở trên Facebook, ở trên các diễn đàn, thì đó là cũng là một điều làm tốt cho ngành lan rồi. Cảm ơn Thanh Lâm, 273 người xem, 280 người xem. Mọi người ơi, Tùng đang nói chuyện mà có người gọi vào cái số của Tùng á. Để mai Tùng sẽ like cái bên mai máy kia. Máy này là hotline nhiều người gọi quá. Cho Tùng một cái like được không mọi người? Cho một quả tim đi, cho đỏ đỏ cho nó sung sung nói chuyện cho vui. Hello Tăng Minh Hiếu. Hello Cường Lưu. Hello Luân Trần. Em có mua bạch tuyết không? Anh đang có 5 mét giá 5 triệu 1 sen. À, 5 mét mà cái loại mà loại 10 sen đổ lại á mà giá 5 triệu thì anh đem tới đây, hoặc là em tới tận nhà anh mua, anh bất kỳ nữa đâu. Nếu mà loại 10 sen trở xuống, kỳ đẹp nhá, 10 sen trở xuống mà kỳ đẹp. Đó, mà anh có 5 mét chứ 10 mét em cũng mua hết. 5 triệu sen nhá. Này để Tùng ghim cái sạc dự phòng cái đã. Đấy, đã có sạc dự phòng đây rồi. À. Đây, con nhỏ cháu nó vừa đem cái cục sạc dự phòng lên cho Tùng đây. À, giờ Tùng sẽ đi được rồi nha. Mọi người chờ Tùng xíu nha. Đấy, ok. Đấy, đây là ba cái bộ bàn nha, ba cái bàn. Ghế thì buổi chiều sẽ lắp nha mọi người. Ba cái bàn này, kia một cái này, đây một cái này. Đây một cái. Đó. Để ở đây, đây. Để ở giữa một cái này, ở giữa đây một cái này. Đây một cái. Hay là để ra kia đi. Để từ đây. Để đây. Anh mới uống rồi. Đi uống cà phê á? Không. Anh vừa uống xong. Mọi người ơi. Ê, giờ Tùng đi ra quay cho mọi người nhá. Đúng rồi, để xích qua đây tí. Đây hai cái chân để đúng cái vạch mà đang có bóng cho nó ngay luôn. Để ngay hai chân sát vào luôn, em kia, em mắc kính. Ngay vào cái bóng ấy. Ok, đó y vậy. Cái kia y vậy luôn là thắng luôn, đúng không? Đấy, ba cái bàn này Tùng nhập từ Ý nha cả nhà nhá. Tùng nhập từ Ý ba cái bàn này. Đó, đang úp cái ánh nhậu đây này. Chỗ nướng, nhưng mà bình thường là sẽ lấy cái úp này đi nha. Bình thường sẽ lấy cái úp này đi là sẽ thành một cái bàn để ngoài trời nha. Một cái bàn để ngoài trời để anh em uống cà phê, uống nước. Đấy. Ghế thì chưa về nha cả nhà. Đâu chưa em lắp nhá. Nhanh chóng nha. Nhanh chóng luôn đâu.
cái này nó ấy là nắn lại đi. Đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi, có bao nhiêu người đang xem đây mọi người ơi? Bây giờ mọi người muốn xem cây gì? Cây của các idol thì cây VIP của các idol thì to lắm, nhiều lắm và nhiều người chung lắm nha. Còn thông báo với cả nhà, thông báo với mọi người là tất cả mọi cây của Tùng ở trong vườn của Tùng nhá, là thứ nhất là Tùng mua không thiếu idol nào. Thứ hai là chưa từng chung với ai cây nào nha. Từ quốc dân trở lên cho tới cây VIP và siêu VIP nha cả nhà, không chung với ai một cây nào nha. Tất cả là của một mình vợ mình thôi nha. Không chung với ai một cây nào, một cây nào nha cả nhà. Mấy cây VIP siêu VIP là Tùng mua từ hồi tháng 3 tháng 4. Tháng 3 tháng 4 tháng 5 năm 2021 nha. Đây cây Kinh Bắc này. Cái cờ đỏ này, cờ đỏ lúc mua 4 sen này này. 4 sen này là 16 tỷ nha. Mua của Nguyễn Thanh Xuân nha. Còn cái Bảo Duy này 8 sen này này. Bảo Duy 8 sen này này. Cái màu trắng trắng này nè. Cái màu trắng trắng 8 sen là mua 16 tỷ của Nguyễn Thanh Xuân nha. Đây, giờ nó như thế này này. À, tất cả cây của Tùng mà cây VIP á, mọi người. Cây VIP là Tùng tính là từ Bạch Tuyết Bồng Lai trở lên nhá. Bạch Tuyết Bồng Lai gì ta? Á Hậu rồi Ngọc Sơn Cước. Đó, Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy không tên, Đôi Mắt Pleiku, đó, rồi Kinh Bắc, đây, Kinh Bắc đây, là Tùng mua từ hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2021 nha cả nhà. Đấy, thời gian gần đây thì Tùng mua thêm rất là nhiều hàng quốc dân nha. Giờ có đang bao nhiêu người đang xem với mọi người? Mọi người ơi, mọi người ơi! Thế có chung với vợ không? À, của vợ mình hết rồi mọi người. Không chung với ai cây nào nha. Của vợ mình hết nha. Mình chỉ được ngồi chung với vợ thôi nha. Thầy mua mấy xe về để đâu hết rồi? Đang ở dưới đấy. Mấy con xe Tùng đang để dưới đấy mọi người. Ngọc Sơn Cước thì tầm này sưu tầm là quá ok nha. Nha. Các bạn Tùng Anh, Ngọc Sơn Cước thì cái hồi mà tháng 3, tháng 4 á mọi người là nó khoảng 9 tỷ một ki nha. 9 tỷ một ki 5-7 sen nha. Có bao nhiêu người đang xem vậy cả nhà ơi? Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người lên tám chuyện với Tùng cho vui đấy. Xin giới thiệu mọi người, đây cũng là một thánh trăm cây. Em Hòa Thắng Phát. Chào mọi người. Đấy, em Hòa Thắng Phát, đây quay em quay ra phía này cho mặt sáng lên này. Đang ngắm Bảo Duy và người đẹp không tên nha cả nhà. Đấy, Bảo Duy ấy. Bảo Duy đấy. À, em Hòa Thắng Phát này là một trong những người chăm cây rất là đẹp nha mọi người. Đó. Em là một trong những thành viên của câu lạc bộ Hoa Lan thành phố Dĩ An. Đấy, đang ngắm Ngọc Sơn Cước á. Đây không tên đây này. Chiều nay anh đưa về là gần 2 mét không tên đó. 2 mét hả? Ừ, chiều nay đưa về gần 2 mét không tên mới là một chậu Đôi Mắt Pleiku. Kỳ hay nái anh? Nái. Nái luôn đó. Nái. Pleiku này. Pleiku. Đây, Kinh Bắc này. Mọi người ơi, có bao nhiêu người đang xem vậy? Có cho tham quan không nhỉ? Có anh Đặng Tuân Va ơi. À, trân trọng mời mọi người tới tham quan vườn lan của mình nhá. Bạch Tuyết này trước mình mua của Lê Kim Thành này. À, lúc trước mình mua cái này là 1 tỷ 170 nha. Cái này là khổng tước này, khổng tước đang lên ba mắt gốc. Chim khổng tước bao người mơ ước. Ngọc Sơn Cước thì Tùng nhiều nha mọi người. Không tên thì Tùng có khoảng mấy mét thôi. Để cầu mong như đây lên một bông hoa. Người đẹp không tên. Bạch Tuyết này cũng đẹp nha mọi người. Em anh nhìn thấy giống như cái hoa này đúng không? Cái đó trước mặt em đó. Bạch Tuyết đây mọi người. Hoa rồi. Cầu mong cho lên một cái hoa. Quan trọng là nó có đạt được bông hoa không, đó. Không, về để hôm nay phải hỏi chuyên gia là chăm như thế nào để không. Cho cái này lên một cái hoa thật đẹp. Cái này trước tiên quá trình này đừng có tưới phân, đừng phân thuốc lên đây thôi. Phân thuốc đây là lún. Ừ.
làm sao để có một cái hoa đẹp này, để hôm nay hỏi chuyên gia. Không, bên này thì bên này không có hoa. Bên này không có hoa. Không tưới, anh đưa về, anh chưa tưới gì hết, chưa tưới nước thôi. Bây giờ làm sao mọi người có kinh nghiệm nào mà để cho cái cây không tên này nó nở ra một cái hoa thật đẹp cho cả nhà ngắm được không? Anh Công Vũ ơi, vườn em ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, Bình Dương nha. Mọi người hỏi em gì thì cần hỏi đường thì kết nối qua Zalo số 0918984 9 thì em sẽ chia sẻ cái vị trí chính xác luôn nha. Và mời cả nhà tới vườn của em chơi tham quan. Đây, mọi người cứ bảo quốc dân này. Đây này, giờ Tùng là yêu quốc dân mà, mọi người biết Tùng yêu quốc dân bông nào nhất không? Bông Phú Thọ đó mọi người. Đó. Lá bóng đẹp không cả nhà? Lá rất bóng và rất đẹp. Nguyễn Huấn ơi, cái bông 1 tỷ là bông gì đó? Bây giờ bạn bán 10 triệu không, mình mua cho bạn. Bông gì? Cây gì? Hello, em Trần Trung Thọ. Ok em, anh rất giàu nha, giàu tình cảm nha. Bạn Nguyễn Huấn ơi, bạn có cây gì mà bạn mua 1 tỷ và bây giờ bán 10 triệu thì mình mua bạn gấp nhiều lần luôn nha. Bạn inbox qua cho mình đi. Nhỏ AB vào, lên hoa thôi. Bây giờ tức là nó nhú nhú lên rồi á, bây giờ mình nhỏ cái gì cho nó trở thành một bông hoa đẹp thật đẹp. Nhờ mọi người cho chỉ giá cho Tùng nha. Và Tùng sẽ hỏi thêm các chuyên gia, các người anh em đi trước. Đấy, Bảo Duy là thắt ngọn rồi nè. Bảo Duy thắt ngọn. Đây, Tùng đang có một khúc Bảo Duy. À, em bước xuống cửa này. Bước xuống cửa là bên tay phải luôn. Em thấy cái khúc Bảo Duy đang treo á, đem lại cho anh đó. Hello mọi người ơi. Chúc mọi người buổi trưa chủ nhật vui vẻ nha. Vườn của Tùng là nắng từ sáng luôn mọi người, nắng đẹp không? Nắng từ sáng tới chiều luôn nha. Đây là khúc Bảo Duy cắt đang phơi để chuẩn bị ươm đây cả nhà. Đây, khúc Bảo Duy đây. Nhà vườn mình ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An nha, Trương Văn Dũng ơi. Cảm ơn vườn lan Nguyễn Lực nha. Chào anh Vịnh Quang. Lê Ngọc nhỏ S1 vào đầu ra liền hả? Đây, Bảo Duy này. Hai mươi mấy mắt Bảo Duy đó cả nhà. À, Bạch Tuyết hả? Khu Bạch Tuyết này. Bạch Tuyết đang ra mầm đây mọi người. Cái này ra mầm phê. Mầm Bạch Tuyết này mới phê. Không, ý là cái chậu này này. Cái bộ mầm của chậu này nhiều. Ừ. Sao mờ mờ ta? Sao mờ quá ta? Có nắng thôi. Chắc là bị nó nắng rồi. Sao mờ mờ thế nhỉ? Mầm Bạch Tuyết đang lên đây mọi người. Mầm Bạch Tuyết đang lên đấy. Mầm Bạch Tuyết đang lên. Mầm Bạch Tuyết đang lên. Mầm Bạch Tuyết đang nhố này. Mầm Bạch Tuyết cũng đang lên này. Bạch Tuyết cũng đang đi này. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Cây thì cắt ươm nhiều rồi mọi người. Cây Bạch Tuyết thì cắt ươm nhiều. Sáng nay mới chốt hai kỳ Bảo Duy rất là đẹp nha cả nhà. Đấy, cây Bảo Duy này nhá. Cây Bảo Duy này khoảng độ hơn tháng nữa mọi người thấy, bây giờ nó cũng 7-8 cm. Này được 8 cm à. Đó, cây này thì 15 cm à.
đi như thế này thì mọi người bỏ đi một tháng bao nhiêu? Đó. Giờ Tùng mua Tùng chăm hơn tháng nữa Tùng bán là mọi người thấy Tùng có lời rồi đúng không? Và như này là Tùng chăm một tháng nữa Tùng bán là Tùng có lời rồi nè. Đó. Rễ khỏe rồi nè. Sáng nay mới chốt hai cái bò gì. Ok, có khi là Tùng xin phép chào cả nhà, Tùng xuống có việc một chút nha. Tùng xuống có việc một chút nha mọi người. Tạm biệt mọi người, chút xíu Tùng sẽ live stream để cho mọi người thấy là ngày hôm nay Tùng tiếp đón hơn 2.000 khách tại nhà hàng của mình nha. Nha cả nhà. Xin chào, bye bye mọi người.